Chicky phun hồng bán bún riêu tại chợ nổi Cái Răng khiến nhiều người thích thú. Được biết, đây là một ghe bán bún riêu khá nổi tiếng ở chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ vì giá thành phải chăng và thức ăn ngon miệng. Nhưng không giống những chiếc ghe thông thường, chỉ quanh quẩn hai màu xanh hoặc nâu, chiếc ghe bán bún riêu này trở nên nổi bật giữa lòng chợ nổi bởi outfit hồng, từ chiếc nón lá đến cả nắp nồi bún riêu. Ngay khi hình ảnh về chiếc ghe màu hồng ở chợ nổi được đăng tải, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng hưởng ứng với lượt tương tác cực khủng. Các Gen Z bày tỏ ủng hộ với sự sáng tạo này và cho rằng những cách sáng tạo như thế này sẽ là điểm thu hút khách hơn nữa của loại hình chợ độc đáo và đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có thể sau khi thấy chiếc ghe này thì nhiều người buôn bán khác sẽ có thêm ghe màu cam, vàng, tím. Quả là một cách kích cầu du lịch hay ho luôn. Chợ nổi Cái Răng là khu chợ đặc biệt mà không nơi nào trên đất nước Việt Nam có được. Và đây cũng là khu chợ tiêu biểu, sầm uất, nổi tiếng nhất cho nét văn hóa sông nước miền Tây. Ở đâu ra giữa sông mà có chiếc ghe này đáng yêu vậy trời. Người đây ăn thì chưa phải biết, dễ thương quá đi. Cưng quá à, đợi tôi tháng sau ghé đến Cần Thơ rồi xin cái ghe này đem về nhà mới được. Gặp đúng gu của tôi luôn, yêu màu hường, ghét sự giả dối, thích ăn bún riêu và chiêu trên sông nước. Những chiếc ghe này đối với người dân sống nương nhờ sông nước chính là căn nhà và cả cuộc sống mưu sinh của họ. Nên sự sáng tạo màu sắc không những thu hút thêm khách du lịch mà còn giúp tinh thần của những người dân nơi đây phấn chấn vui vẻ hơn. Các bạn đã từng bắt gặp chiếc ghe màu hường như thế này chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nhé!